Thưa quý vị, đây là hình ảnh tại phiên tòa diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 9 vừa qua, xét xử bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh 79 tuổi về tội hiếp dâm cháu bé 5 tuổi ở huyện Ba Vì, Hà Nội, 2 năm trở về trước. Những người chứng kiến thì ai ai cũng ái ngại khi mà một người đàn ông ốm yếu, đi không nổi, được người thân dìu tới phiên tòa và sau đó thì được cõng về sau khi mà bị tuyên án phạt 8 năm tù giam. Và cũng vì tình trạng sức khỏe được cho là ốm yếu đó mà người này chưa phải chấp hành án tù cho tội ác mà mình đã gây ra. Vâng, thưa quý vị, nhưng đây lại là một hình ảnh khác cũng về người đàn ông ấy. Chỉ vài ngày sau khi phiên tòa không một chút gì ốm yếu, ít người biết rằng sau khi rời tòa và trở về nhà thì những hình ảnh ốm đau bệnh tật bỗng biến mất. Nguyễn Danh Vĩnh như lột xác trở thành một người khỏe mạnh bình thường, cho rằng bản án tòa tuyên là quá nhẹ và thủ phạm đã lừa dối tòa về tình trạng sức khỏe của mình. Bố của nạn nhân đã dày công theo dõi và ghi lại được hình ảnh khỏe mạnh của Nguyễn Danh Vĩnh và cung cấp cho phóng viên Chào Buổi Tối. Những hình ảnh này được ghi nhận vào ngày 14 tháng 9, tức là 8 ngày sau khi Nguyễn Danh Vĩnh bị tòa kết án 8 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em, nhưng được cho tạm hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe yếu. Hình ảnh được ghi lại vào một buổi trưa trời mưa cho thấy ông Vĩnh hoàn toàn khỏe mạnh, bước ra khỏi cửa một ngôi nhà khang trang, bề thế. Đi phăm phăm ra sân, một mình bê giá phơi quần áo vào nhà để chạy mưa. Đoạn video này cũng được ghi lại trong ngày hôm đó. Nhìn dáng đi của Nguyễn Danh Vĩnh, ít người tin rằng người đàn ông này đã 79 tuổi và càng ít người tin được. Chỉ vài ngày trước đó, ông ta còn không thể đi lại ở tòa, ra vào phải có người cõng. Khi phiên tòa diễn ra thì nằm bẹp như thể rất ốm yếu. Theo bố đẻ của bé gái bị xâm hại thì do hai gia đình là hàng xóm của nhau cho nên là anh rất hiểu về tình trạng sức khỏe của ông Vĩnh trước khi mà diễn ra phiên tòa này. Tuy nhiên thì chứng kiến hình ảnh ông Vĩnh phải nhờ người thân dìu vào phòng xét xử, gia đình anh cảm thấy vô cùng bức xúc nên là sau khi trở về từ phiên tòa thì anh đã nhờ một người bạn mua giúp camera rồi bí mật gắn ở trên tầng 2 của nhà mình. Và qua theo dõi hình ảnh camera ghi lại thì anh cho biết là mình có đủ bằng chứng để khẳng định là ông Vĩnh hoàn toàn không ốm yếu. Bộ dạng hôm ở tòa thì chỉ là diễn kịch mà thôi. Thưa quý vị, cũng theo bố đẻ của nạn nhân, bản án 8 năm tù mà hội đồng xét xử tuyên với Nguyễn Danh Vĩnh là quá nhẹ và chưa thỏa đáng. Cùng với đó, gia đình anh cũng chưa nhận được bất cứ một lời xin lỗi, hỏi thăm cũng như 33 triệu đồng tiền bồi thường cho những tổn hại về sức khỏe và tinh thần của cháu bé. Hiện gia đình anh thì đã gửi kháng án lên tòa phúc thẩm và mong phiên tòa sắp tới hội đồng xét xử sẽ làm việc công minh để những kẻ suy đồi đạo đức như ông Vĩnh phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Thank you.